Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là cây cầu Kinh Châm Bầu liên ấp 4 và ấp 7 xã Vĩnh Quân Hưng Nam. Hôm nay đến cái ngày đổ lan can. Thì giờ anh Thương với mấy anh em, rồi mấy chú mấy bác trong xóm đến đổ tiếp cái lan can thành cầu. Mình chuẩn bị là xong một bên rồi đó, còn một bên nữa. Rồi đổ đi bác ơi. Dạ dạ. Còn khúc nữa hả anh Thương? Đường biên tô luôn hả anh Thương? Được rồi, cưng lấy cao su qua bảnh đẩy cát ở đây để cho mấy bác đổ được. Để mưa cái nó ướt. Hôm gài xe anh đa chạy chưa bác? Tao mở bàn đầu tiên. Dậy rồi hả? Im không? Quá im mày ơi. Quá im. Ở đây chỉ có 1 cái giáp chạy đầu tiên, tao quay giáp đâu. Đâu sao đâu con bao à cầu này. Mưa mát không sao đâu. Chắc bê tông. Khói này bự không lợm? Khói này bự không? Dạ. Đổ hai bên luôn. Đổ hai bên luôn hả? Phải cả nửa khối được rồi hả? Thăm tay nữa mình giác qua bển đang làm đà nước bên kia. Mưa luôn rồi, quá trời chuyển luôn rồi. Vô dốc được luôn không bác? Vô dốc luôn đi. Vô dốc luôn đi cho nó cứng luôn. Đây đủ rồi. Không, cầu đẹp thiệt á. Thank you.
Thiên mến chào cô chú anh chị. Hôm nay mình đổ cái bên lan can của cái cầu ấp 4, ấp 7 xã Vĩnh Hưng Nam. Thì hôm nay cái phần lan can còn lại bên đây mình đổ luôn cho nó rồi. Mấy anh em hôm nay bố anh em đến đây để làm phụ tiếp cái cầu này, thì quay phim gửi đến cô chú anh chị các bạn xem. Cát với đá mình mua người ta chở lại đây, cầu sắp hoàn thành rồi đó. Ăn chay trường mà còn khỏe ha. Chú Chính tu tại gia, hôm nay thấy mấy anh em lại làm cầu phụ tiếp không gầy cũng mấy bữa rồi. Nếu khỏe được cào nó ra cũng được. Mới đẩy cà phê rồi sáng nó cho ông đầy đầy rồi. Đây con. Chụp ba em. Đi ổng hết ngày làm cho con. Ổng hết ngày làm rồi cho ông nghỉ. Thank you.
Thank you.